Hình như là em thấy ngoài cái câu đẹp quá thì không ai nói câu gì khác. Ngoài cái câu là khen chị Ngọc Quyền đẹp thì không ai còn nói cái câu gì khác nữa cô chú anh chị. Chị cảm ơn em. Dạ. Dạ, dạ đúng rồi má. Con má ơi, con qua đây con đốt cho chú Hề Sa nha. Dạ, con qua đây cho bên này nữa, con qua bên kia luôn. Dạ. Chú Thanh Tú bên này luôn nè má. Dạ. Chị Ngọc Quyền mặc với cái trang phục rất là đẹp cả nhà. Cái cô mặc áo xanh là cái cô tên Dung cả nhà, là trung tâm giám đốc ban nhạc Rạng Đông. Mà cô nói là đã quay rất là nhiều em cũng như là những vở cải lương cho Bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của chú anh chị. Mới vừa lên tới. Chạy theo cô, chạy theo chị Ngọc Quyền. Chạy theo chị Ngọc Quyền, bữa gặp ở live show của anh Vũ Lân buổi tối, giờ chạy theo. Hôm bữa chị Ngọc Quyền đi live show của anh Vũ Lân là về sau cùng nhất luôn. Chị hát trong đó mà. Dạ. Một giờ đúng rồi, bữa tụi em ở đó với chị xong em về em bể bánh xe luôn á. Đi coi bánh xe luôn. Quá trời. Ngang em dưới đầu lấy cái dù cho má đi cô chị. Dù. Đó ngang anh đặng đặng. Cô đang đến, cô Ngọc Quyền đang đến chúc thư cho toàn giả Nhi Kiều và nghệ sĩ nhân dân Tấm Vinh. Cáp dân với lại bác Nhị Kiều ở đây luôn. Bây giờ đó, hôm bữa làm đây nè, bữa tưởng niệm làm đây nè. À, bây giờ qua bên kia cho chú Thanh Sang và đứng nhà chú Thanh Sơn, chú Thanh Sơn nhà sĩ Thanh Sơn bên kia với chú Thanh Sơn bên kia mà mình đi qua luôn nha. Đi qua đi. Ủa cô Tám với cô Huệ đâu rồi? Ủa cô chị Hoa mình đâu? Cẩn thận mấy em cẩn thận. Chảo cho mạo anh Linh. Chị Hoa đang mạo Linh hả? Đây xin sang đây con. Tại vì chỉ thấy anh Linh đó. Ở phía phía bên kia là mặt trước luôn. Trước cái bên kia. Dạ. Đây nè má. Cẩn thận nha chị ơi. Đây mộ của chú Thành Sang nè, chị đưa về đây để con. Cô cũng đã chú lên mặt bàn bên kia là chú Vinh Tử
chú Thanh Sơn mình ra đây nè má. Chú Thanh Sơn là đối diện luôn. Dạ má qua đó ha. Cô đây là giám đốc trung tâm âm nhạc Rạng Đông của chú anh chị. Lần đầu tiên con cũng diện kiến và con cũng biết cô luôn á. Thật sự em là Trương Thị Thu Dung. Hôm nay em đến đây kính viếng anh, cũng thay mặt cho toàn thể nhân viên trung tâm âm nhạc Rạng Đông cầu nguyện cho anh được sớm siêu thoát, mong anh độ cho ngàn năm nhạc nói chung là trung tâm băng nhạc Rạng Đông nói riêng được phát triển và được có nhiều tác phẩm hay cũng như lúc anh còn sống để dùng các nhạc mình đẹp cho nó. Là món bông Ngọc Quyền, ca sĩ Ngọc Quyền mà anh đã từng dạy dỗ và hướng dẫn cho Ngọc Quyền thành công từ cải lương bước sang lĩnh vực âm nhạc. Xin kính tuyển hành. Dạ, xin kính tuyển nhà và chú thì là nhạc sĩ Thanh Sơn. Dạ, có rất là nhiều cái dạ. kinh nghiệm con Ngọc Quyền đã dẫn dắt ra con Ngọc Quyền đến cái nền tảng nghệ sĩ hoa dạ. Thì tất cả những nhạc sĩ nha đều làm việc với má hết, như là chú Thanh Sơn, chú Vinh Sử, rồi Hai Bác Tám, rất là nhiều nhạc sĩ đạo diễn là đều làm việc với má Dung hết. Hôm nay về đây là má Dung tiến hết tất cả các vị, là má rất là xúc động luôn. Má đi con cầm nè, bỏ vô bóp cầm thôi. Chị Ngọc Quyền đang viếng mộ của nhạc sĩ Vinh Sử của chú anh chị.